Sân khấu trên Inkigayo vào ngày 4 tháng 4 vừa qua đã chính thức khép lại kỳ quảng bá solo của Rose. Tuy không khỏi buồn bã vì đây là sân khấu tạm biệt cô nàng rồi, nhưng khán giả đã bất ngờ nhận được phúc lợi vô cùng đặc biệt từ SBS. Nhà đài không chỉ đăng fan cam của Rose mà còn đăng hẳn fan cam riêng cho cặp dancer nam của cô nàng. Cụ thể, đài SBS đã gây bão khi tung fan cam của cặp vũ công sinh đôi Con Twin, hai dancer nổi tiếng nhà YG. Cặp anh em song sinh này tuy chỉ làm dancer phụ họa phía sau nhưng đã được người hâm mộ YG nói riêng và cộng đồng K-pop nói chung để ý từ lâu. Nay được nhà đài ưu ái, tung fan cam riêng một cái là người người nhà nhà dậy sóng liền. Lượt xem cứ tăng vùn vụt, làm cho nguyên dàn idol bị chiếm hết spotlight. Thế nên dù chỉ là những nhân vật phụ trong sân khấu của Rose, bộ đôi vũ công này vẫn chứng tỏ sức hút cực khủng. Tính đến nay, mùng 6 tháng 4, fan cam khi biểu diễn vũ đạo Wonderground của Kon Jong Dun đạt 234.000 lượt xem, fan cam của Kon Jong Deuk đạt 540.000 lượt xem, vượt xa số view fan cam của Rose và nhiều nghệ sĩ khác trong chương trình SBS Inkigayo hôm Chủ nhật vừa qua. Kon Jong Dun và Kon Jong Deuk, sinh năm 1989, là hai vũ công nằm trong nhóm hai tích của YG. Cả hai bắt đầu biểu diễn năm 2011, được fan biết đến khi nhảy phụ họa cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như CL, Big Bang, PSY, A Dong Musician, Blackpink, Winner. Nhờ tài vũ đạo cùng gương mặt điển trai và body nam tính, Kon Twin có một lượng fan khủng, hot không kém các nghệ sĩ nhà YG. Trên trang Insta cá nhân, cặp anh em này hiện sở hữu tổng cộng gần 2 triệu lượt người theo dõi. Ngoài ra, họ còn là người mẫu ảnh cho nhiều tạp chí, thương hiệu thời trang lớn như Soshi, W Korea, từng chụp quảng cáo cho nhãn hiệu đồ lót Mad Hatter. Thậm chí nhờ vào gương mặt cực điển trai và thân hình sáu múi nóng bỏng mà hai anh em còn lấn sân sang cả mảng thời trang, có hẳn quảng cáo chụp chung với Somi. Kon Jong Deuk và Kon Jong Dun bắt đầu theo đuổi công việc dancer chuyên nghiệp sau khi một người bạn đăng tải video cặp song sinh này đang nhảy lên mạng xã hội. Nhờ đó, hai anh em được mời tham dự chương kinh của đài SBS. Dù không tiến xa trong chương trình, anh em nhà Kon vẫn đạt được thành công khi thu hút sự chú ý của công ty YG và được liên hệ ký hợp đồng. Không chỉ là vũ công phụ họa, cả hai từng là người mẫu cho một thương hiệu đồ lót. Bộ đôi vũ công nhà YG còn thường xuyên có mặt tại các tuần lễ thời trang Hàn Quốc. Không chỉ tài năng, hai anh chàng còn sở hữu thân hình sáu múi rắn chắc, khuôn mặt nam tính khiến nhiều dân mạng ngẩn ngơ. Nhiều bạn trẻ thậm chí còn tỏ ra tiếc nuối khi cặp mỹ nam đơn thuần chỉ là vũ công hỗ trợ sân khấu. Nhà YG quá xịn, ngay cả vũ công cũng hot đến thế. Cho họ debut ngay và luôn đi là những dòng bình luận phổ biến trên mạng. Dưới video fan cam của cả hai vũ công này, nhiều người hâm mộ đã bày tỏ mong ước được nhìn thấy nhiều fan cam của cả hai hơn nữa. Trở lại với Rose, trái ngược với năng lượng mạnh mẽ, tự tin của ca khúc chủ đề Wonderground, Gone thể hiện khía cạnh tình cảm của Rose, phảng phất nỗi buồn của người con gái trong tình yêu. Ca khúc được Rose thu âm lần đầu vào năm 2019, nữ ca sĩ bày tỏ sự yêu thích với Gone và khẳng định đây là ca khúc dành cho mình. Về hình ảnh, MV có concept trong sáng với những thước phim đẹp như mơ, nhan sắc của Rose nhận được nhiều lời khen ngợi. Cô nàng khoe được nét đẹp nữ tính, mong manh và ngọt ngào của người con gái khi đang đắm chìm trong tình yêu lẫn u buồn khi thất tình. Đóa hồng nước Úc thể hiện khả năng diễn xuất trong từng khung hình, từ ánh mắt đến cử chỉ đều khiến người xem khó có thể rời mắt. Trong MV, nữ ca sĩ sinh năm 1997 cũng tiếp tục diện trang phục của nhà thiết kế Công Trí. Bộ váy có cấu trúc 3D nhiều tầng, đính kết hoa 7 sắc cầu vồng, được làm từ lụa organza cao cấp, tạo nên điểm nhấn đặc biệt. Đây là thiết kế nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè đi nhặt hạt sương nghiêng của Công Trí. Trước đó, thiên thần nội y Elsa Hook diện bộ váy này, sải bước trên sàn diễn tuần lễ thời trang New York. Thiết kế được định giá là 26.000 USD, hơn 600 triệu đồng.